Dạ, em xin kính chào cô chú chị và các bạn. Rất là vui gặp lại cô chú chị và các bạn trong một video tiếp theo của em về Đà Lạt. Hiện tại hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2024 và sắp hết tháng 3 rồi mà chưa có những trận mưa to để mà giải nhiệt đi cái nắng của buổi trưa. Cũng mong là trời sẽ có mưa vào buổi chiều để bà con nông dân có nước tưới cũng như là bớt đi cái nắng. Nhiệt độ hiện tại bây giờ em đo được là 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa là 29 độ quý vị. Và em đang đứng ngay ở khu vực nhà Bảo Xanh Hiền Chi năm xưa, nằm ở cuối của con đường Phan Đình Phùng. Và phía sau lưng em, đây là cái khu vực mạ thánh cũ năm xưa. Phía dưới có con đường Nguyễn Hoàng, đường số viết kỳ tỉnh, và đi về khu vực số 4 quý vị, về Thánh Mẫu. Còn phía trước là con đường Phan Đình Phùng hướng ra trung tâm thành phố và chợ Đà Lạt, chỉ tầm khoảng 2 cây số. Phía trước đây là một cái con suối, đây là con suối Cam Ly chảy men theo khu vực nhà dân. Mấy hôm nay thì do trời nắng hạn, ngay khu vực con suối Cam Ly cũng bị cạn nước, gây ra tình trạng ô nhiễm. Bà con người dân sinh sống ở ngay cạnh suối Cam Ly thì cũng cực, ngay đoạn đường Lê Lai. Hôm nay thì em sẽ dẫn quý vị và các bạn đi thăm lại con đường Phan Đình Phùng một đoạn ngắn để quý vị và các bạn ôn lại hoài niệm, bởi vì con đường Phan Đình Phùng cũng còn nhiều nhà cửa cũ quý vị, nơi ấy chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm. Sau đó thì em sẽ đi lên con đường Nguyễn Lương Bằng, dẫn quý vị và các bạn đi thăm một cung đường phượng tím rất đẹp và đi lên khu vực đường Thông Thiên Học. Buổi sáng hôm nay cũng là buổi sáng thứ bảy cuối tuần, nhân đây thì em cũng không quên xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới, ngày thứ bảy thật là nhiều niềm vui. Đường Phan Đình Phùng ngoài các địa danh cũ như là nhà Bảo Xanh, Hiền Chi, rồi còn có trường tiểu học Đa Hòa, cây xăng Hồng Hưng, chùa Kỳ Viên, nối dài lên đến đường Nguyễn Văn Trỗi thì có chùa Linh Sơn, cột kính. Tại đây là cây xăng Hồng Hưng quý vị. Có lẽ là nhiều cô chú chị và các bạn đã từng sinh ra và sinh sống dọc theo đường Phan Đình Phùng chắc chắn là sẽ nhớ cuối của con đường Phan Đình Phùng. Đây là cây xăng Hồng Hưng nổi tiếng. Hồi xưa thì có lẽ là một thời vàng son, ai cũng biết đến một đại gia có tiếng ở con đường Phan Đình Phùng. Sau một thời gian dài vắng bóng, không có hoạt động nữa quý vị, đâu đó khoảng 20 năm rồi, thì trở nên trống vắng. Có những căn nhà cũ lắm luôn rồi quý vị. Mỗi căn nhà ở đây đều chứa đựng những kỷ niệm. Và nếu như mình để ý kỹ thì đa số là bà con mình cho thuê rất nhiều. Một căn nhà thuê nguyên căn thì đâu đó khoảng 30 triệu cho đến 35 triệu đồng một căn nhà, đâu đó khoảng 200 cho đến 300 mét vuông. Cũng có nhiều người mở ra các cửa hàng lớn để kinh doanh, các chuỗi hệ thống bán hàng, nội thất vân vân. Nhưng mà nhìn chung thì mùa này cũng bán cũng chậm lắm quý vị, tiền thì bị mất giá. Ở đây là con hẻm để mà chúng ta đi thông đến con suối Tô Ngọc Vân, hay còn gọi là con suối Cam Ly. Khúc này thì ít có bị ngập khi mà đến mùa mưa tại Đà Lạt, chứ còn ngay cái đoạn mà sắp sửa đổ về thác Cam Ly thì bà con người dân lo âu mỗi khi mùa mưa đến. Và chuẩn bị sắp sửa đến tháng 6, tháng 7 là bắt đầu đến mùa mưa tại Đà Lạt. Có nhiều bà con mình cũng không có ở được quý vị, cho nên là một số cũng cho thuê và đi chỗ khác sinh sống cũng rất là cực. Bên tay trái của em đây là con đường An Dương Vương đi lên Cổ Loa và Thông Thiên Học. Còn một địa danh cũ nữa đó là đi lên ấp Mỹ Lộc. Em sẽ chạy qua con đường Nguyễn Lương Bằng để giới thiệu đến quý vị và các bạn chung cư Nguyễn Lương Bằng, rồi những hàng cây phượng tím rất đẹp. Mùa này hoa phượng tím thì có mặt ở khắp nơi. Nếu như quý vị và các bạn đi ngắm hoa phượng tím thì có thể đến khu vực chợ Đà Lạt, rồi con đường Nguyễn Văn Cừ, nhà khách Công Đoàn, hoặc là con đường Nguyễn Lương Bằng đều rất là nhiều và đẹp.
Còn đây là khu vực chợ nhỏ huyện Lương Bằng quý vị. Người dân xung quanh những cái con hẻm như là Mai Hoa Thôn, rồi khu xóm nhỏ, đó là khu xóm nhỏ nằm bên cạnh chùa Linh Sơn, rồi khu vực Nguyễn Lương Bằng đều đến đây để mua đồ ăn. Tại đây nhìn chung buôn bán cũng ít quý vị, chủ yếu là các loại đồ ăn, rau, củ quả, thịt cá. Tại đây cũng thuộc phường 2, cũng gần khu vực chợ Ngô Quyền, chợ số 4. Bên tay trái của em đây là những dãy chung cư Nguyễn Lương Bằng quý vị. Chung cư ở Đà Lạt thì cũng tầm khoảng 1 tỷ mấy cũng có rồi, nhưng mà cũng tùy nơi. Chứ chung cư ở các tỉnh thành khác như là ở Hà Nội thì có giá cao, rất cao quý vị, và tăng, lúc nào cũng tăng. Chung cư thì cũng có nhiều loại, nhiều loại chung cư phải đóng rất nhiều các loại phí. Rồi chung cư chưa có sổ, còn chung cư Nguyễn Lương Bằng thì hầu như đã có sổ rồi. Nói chung là tại đây một căn chung cư đâu đó khoảng 40 cho đến 45 mét vuông thì đâu đó khoảng hơn 2 tỷ đồng một chút. Phía trên có giá rẻ hơn là ở phía dưới và không có thang máy quý vị. Tháng 3 về là mùa hoa phượng tím bắt đầu nở rộ trên các nẻo đường. Quý vị và các bạn dễ dàng bắt gặp được màu hoa phượng tím mộng mơ bần khuân. Hơn 10 năm nay thì những cây phượng tím được nhân giống và trồng khắp nơi, bị được nhập từ Nam Mỹ đầu tiên vào năm 1995. Phượng tím thì có một vẻ đẹp mà những ai yêu thích màu tím có lẽ là hơi trầm tính một chút, và màu tím thì mang mát buồn. Tiếp theo đây thì em sẽ chạy lên con hẻm này để lên con đường Thông Thiên Học. Bên tay phải thì đây là con đường Mai Hoa Thôn, nằm bên cạnh chùa Linh Sơn với những hàng cây bạch đàn cao thẳng vút với những bóng mát. Khu này tương đối là yên tĩnh quý vị, không có nhộn nhịp. Đi lên khúc trên thì bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi, bởi vì có các khu phòng trọ rồi căn hộ. Hướng này đó là khu vực ngã ba tỉnh lộ, nằm ngay cạnh trường Bùi Thị Xuân. Đi về các ngôi trường nổi tiếng như là trường Bùi Thị Xuân, trường Nguyễn Du, lúc nào cũng đông vui và nhộn nhịp. Còn hướng này á thì em chuẩn bị đi về con đường Thông Thiên Học để giới thiệu đến quý vị và các bạn khung cảnh ở đây, ôn lại cảnh xưa. Ở đây khu vực phòng trọ sinh viên cũng rất nhiều luôn quý vị. Đây là khu vực thuận tiện để cho các em đến trường, cũng như là khu vực đông dân cư đi lại cũng tiện. Hồi xưa cái khu đồi này là thuộc bên trường đại học Chiến tranh Chính trị.
ở phía dưới này người ta cũng phân lô bán nền cho người dân. Và bên cạnh đây là khu vực con đường cổ loa với một cây bông giấy. Bông giấy ở đây cũng như là đánh dấu một cái ngã ba, chúng ta sẽ đi lên một cái hình xoắn ốc, đi lên một ngọn đồi cao rồi cũng đi xuống lại giống như là hình con ốc. Đây là con đường cổ loa, con đường An Dương Vương. Muốn đi lên đường Thông Thiên Học rồi đường Bùi Thị Xuân thì cũng đều đi con đường này. Tuy nhiên con đường nó cũng hơi chật quý vị, bởi vì xe cộ để hai bên rồi những quán nhậu vào ban đêm. Nhà cửa bây giờ người ta cũng xây cao rồi, hầu như làm mất đi những tầm nhìn. Hồi xưa có thể nhìn thấy khu vực chùa Linh Sơn. Còn phía dưới này là con đường Phan Đình Phùng rồi quý vị, ngay vị trí cũ rồi. Và đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì em sẽ kết thúc và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.